Chào các bạn. Như chúng ta đã biết, ở Nhật Bản có hai nghệ nhân mà có lẽ là đã đi vào huyền thoại rồi. Một người thì đã mất, đó là ông Masaru Kono, và người thứ hai là cháu cũng cũng là học trò duy nhất của Masaru Kono, đó là ông Masaki Sakurai. Thì khi mà ông Kono mất đi thì ông Sakurai đã tiếp quản cái xưởng của Kono và cũng như là cái thương hiệu. Thì ông đã làm vẫn tiếp tục làm theo cái phong cách gọi là Sakurai, và bên cạnh đó thì ông vẫn duy trì cái thương hiệu Masaru Kono của chú mình. Và ở đây thì tôi có hai cây đàn, một cây là cây Masaki Sakurai PC, sản xuất năm 2012. Đây là cây đàn được làm bằng gỗ Brazil. Đây các bạn nhìn vân rất là đẹp, lượn sóng. Cây đàn PC của Sakurai thì có cái giá khoảng 8.000 đô. Và đây là một cái model gọi là thành tựu của ông. Khi mà năm 88 thì ông đã sử dụng chính cái model này để đi thi ở Pháp. Và trong cái cuộc thi có rất nhiều những nhà làm đàn nổi tiếng thì ông đã được giải nhất. Cây đàn thứ hai là cây đàn bên cạnh tôi, là cây đàn có tên là Sakurai Kono Spencer, sản xuất năm 2006. Cũng là một cây đàn được làm bằng gỗ Brazil và vân rất đẹp. Gỗ Brazil thì các bạn biết là bây giờ thì họ không làm nhiều nữa vì là đã bị ghi vào sách đỏ và bị cấm khai thác. Thì cái cây Sakurai Kono này nó chính là một cái cây mà làm theo cũng là bàn tay của Sakurai làm, thế nhưng mà làm theo cái hơi hướng của Kono, tức là cái hệ nan và cũng như là phong cách của Kono. Thì hôm nay các bạn biết là cả hai cây đều là nằm ở trong cái model top thứ hai của Kono và Sakurai. Thì cây PC là cây chỉ đứng sau cây Maestro thôi, Maestro Sakurai, và còn cái cây Spencer này thì là đứng thứ hai sau cây Maestro Kono. Thì hôm nay thì tôi muốn làm một cái clip nhỏ để so sánh hai cây đàn ở hai cùng phân khúc. Tất nhiên là cùng một người chơi, thế nhưng cây đàn bên trái, tức là cây đàn PC, thì có âm thanh của đậm chất của Sakurai, và cây đàn Spencer này thì lại có hơi hướng của Kono. Bây giờ tôi sẽ chơi trước trên cây đàn Kono đi, bởi vì là ông ấy đã là người đi trước. Rất là nét và âm lượng không phải là quá lớn nhưng mà rất là nét, và nó cảm giác nó vang vọng. Cái phòng này khoảng 60 mét à 55 mét vuông, thì là nếu các bạn ở đây thì các bạn thấy là âm nó rất là vọng và cái âm rất là tinh, rất là sạch. Đều sử dụng dây cùng một loại dây, nó là dây Bromix Emotion, đó là một cái loại dây mà của riêng tôi đặt Hana Bắc làm, vì tôi là đại diện của Hana Bắc, và tôi cũng chính là đại diện độc quyền của nhà Sakurai Kono luôn. Năm gần đây thì
thì ông đã đồng ý để cho tôi làm đại diện độc quyền ở Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta đến với cây Sakurai PC. Về âm lượng thì cả hai cái đàn các bạn thấy là âm lượng khá là cân cân với nhau, phong cách khá giống nhau vì là cùng là một người làm và cũng là cùng một cái xưởng của Kono mà ra thôi. Tuy nhiên thì cái cây đàn này thì tôi có cái cảm giác là cái âm thanh của nó có cái gì đấy nó tươi tắn hơn, nó không nhiều tâm trạng như là đàn đàn Kono, đấy nhất là bài cao. Ở bài cao này, bài cao âm của nó rất là sáng. Rất là đẹp, rất là mộng mơ. Bè trầm thì rất là dày, cảm giác như là bè trầm nó cũng giống như là người, mà ông ấy đã từng nói là bè trầm của ông là hướng đến cái âm thanh của cái bè trầm của cái tiếng kéo của dây đàn, của cái đàn cello, cái tiếng rất là trầm, rất là mượt. Khi mà chuyển sang cái âm thanh của Kono thì chúng ta thấy cái sức nặng của bè trầm. Có cái cảm giác là cái bè độ dày của bè trầm thì cùng trên một cái dây gọi là dây bromic titan, thì tôi cảm giác như là cái bè trầm của PC thì cảm giác nó dày hơn, nhưng mà cái chiều sâu, cái độ sâu, cái độ độ nặng ấy, độ nét, à độ gọi là độ đậm thì tôi có cái cảm giác là cây cây Spencer này hơn, nghe nó buồn hơn rất là nhiều. Kể những cái bè cao nghe nó có cái gì đấy nó cứ cắn dứt, à không phải, nghe nó day dứt, nghe nó rất là day dứt, chứ nó không kiểu sáng, nó không kiểu kiểu đẹp tươi đẹp như là ông Sakurai. Có thể là bởi vì là nếu như các bạn nhìn cái nhìn ảnh của hai người, tướng mạo của hai hai người thì thấy là ông Kono thì ông Masaru Kono thì mặt ông ấy trông rất là thâm trầm, trông rất là trầm tư, còn ông Sakurai thì trông ông ấy kiểu rất là lãng tử, râu ria thứ, trông kiểu rất là bay bổng. Thì tôi nghĩ là cái tính cách, cái diện diện mạo nó cũng một phần nào đấy thể hiện cái tính cách của các ông ấy, mà những cái sản phẩm đàn này thì cũng thế thôi, cũng cũng từ những cái tính cách của các ông ấy mà nó ra được cái âm thanh. Tất nhiên là cây đàn này thì đều là của Sakurai làm. Thế nhưng mà như tôi đã nói là cái cây cây PC thì là nó là hoàn toàn là cái hệ nan của ông, cái phong cách của Sakurai. Còn cái cây Spencer Kono này, Masaru này thì lại có cái hơi hướng hệ nan của ông Kono, là người đã sáng chế ra nó, sáng chế ra cái hệ nan đấy. Cho nên là tôi nghĩ là nó vẫn phần nào mang cái tính cách của ông Kono. Cái nốt nhạc cảm giác nó đè xuống, cảm giác nó có gì đấy nó buồn man mác, thậm chí là bè trầm thì nghe nó rất day dứt. Là cùng một phân khúc, cùng một giá tiền, trên cùng một loại dây, cùng một người làm, chỉ khác nhau mỗi cái về hệ nan của hai người mà đã có rất nhiều những cái sự khác nhau. Mặc dù về căn bản thì là vẫn cái âm thanh rất là sáng của ông Masaru, của ông Sakurai làm, thì đúng là cũng về cái để mà nói là cây nào hay hơn thì thật là khó để nói được, mà sẽ tùy vào từng bài, tùy vào người chơi, tùy vào gu thưởng thức của từng người.
Thì đây là cũng chút chia sẻ như thế, vì ở đây đang sẵn có hai cây đàn và sẽ tiếp tục làm những clip tiếp theo để chúng ta có cái cách nhìn về những cây đàn guitar, đặc biệt là những cái bạn mà đang muốn chọn cho mình một cây đàn tốt thì chúng ta sẽ có cái sự tham khảo, hoặc là cũng chỉ đơn giản là chúng ta thưởng thức và chúng ta bàn luận thôi. Và xin tạm biệt các bạn.